Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chia sẻ kiến thức lập trình tại ZenVN. Thì hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện tiếp cho cái app Game Number của chúng ta sau những ngày mà chúng ta đã bỏ bê nó rồi ha. Rồi bây giờ quay trở lại thì ở những cái video trước, đó là 4 cái video trước đó ha, chúng ta đã xây dựng về những cái màn hình, mình cũng ôn sơ lại một chút. Đó là chúng ta có một cái màn hình gameplay. Chúng ta khi mà ấn vào trong một cái nút, giả sử như mình ấn sai ha, tức là mình bị thua cuộc, thì chúng ta đã có một cái pop up để show ra là đã sai rồi và bây giờ chúng ta cần phải chơi lại. Cũng như là khi vừa mới vào thì mình đã sử dụng provider để mình surface, tức là chúng ta sẽ làm cho những cái con số ở bên trong nó sẽ sắp xếp những cái vị trí mà không có cố định và làm cho nó thay đổi ha, để cái người chơi sẽ trở nên khó hơn. Rồi ngoài ra bây giờ chúng ta sẽ để ý, chúng ta sẽ có những cái điểm số, chúng ta sẽ có thời gian, và thời gian nó sẽ bắt đầu chạy khi nào. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái phần giao diện. Lúc này mình đã bổ sung thêm một cái màn hình nữa để cho các bạn dễ xử lý, hoặc là sau này chúng ta cũng có thể dễ dàng nâng cấp cái app của mình hơn. Thì mình cũng nói sơ qua một số cái điểm mà chúng ta sẽ triển khai tiếp theo. Đó là khi vừa mới vào thì người dùng người ta có thể bắt đầu bằng cách là ấn vào trong Start ha, thì nó sẽ bắt đầu khởi chạy. Thì lúc đó thời gian chúng ta sẽ giảm dần. Trong vòng 60 giây chúng ta phải vượt qua thử thách là chọn được từ 1 cho tới 50. Thì nếu như mà chúng ta chọn sai hoặc là hết thời gian thì nó sẽ lấy được cái điểm số của mình và hiển thị ra cái câu thông báo là đã kết thúc trò chơi. Và khi mà chúng ta ấn vào cái nút Try Again thì nó sẽ quay trở lại với cái màn hình bắt đầu. Tiếp tục chúng ta sẽ có những cái mức level. Thì cái level này chúng ta sẽ tùy vào cái tiếp theo đó chúng ta sẽ triển khai như thế nào. Chẳng hạn như là mình sẽ có nhiều số hơn, hoặc là thời gian của mình sẽ chạy nhanh hơn. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều cái loại level ha, thì mình có thể chỉnh thêm. Rồi điểm số thì ví dụ như mình có thể lưu lại những cái lịch sử người dùng người ta đã chơi. Rồi sau đó người ta có thể xem những cái điểm số cao ha, lưu thời gian và cái lịch sử. Phần setting thì lúc này mình xây dựng ra để cho các bạn có thể triển khai thêm những cái chức năng, chẳng hạn như là chúng ta thay đổi những cái background ở phía bên dưới này, làm cho màu nó theo ý thích của mình, hoặc là chúng ta kết tâm những cái con số này theo những cái màu nào đó. Đấy. Rồi hoặc là chúng ta chỉnh giao diện sáng tối vân vân ha. Chúng ta có rất là nhiều cái loại để chúng ta có thể triển khai thêm trong một cái app nhìn nó đơn giản như thế này. Rồi bây giờ quay trở lại, mình sẽ triển khai tiếp cho cái màn hình trang chủ, tức là cái màn hình mà khi vừa mới bắt đầu. Thì mình sẽ hiển thị cái màn hình Start ha. Đây, mình sẽ đặt lại màn hình Start Game. Rồi, thì đối với cái màn hình này chúng ta sẽ có cơ bản thôi, những cái nút. Thì cái nút này các bạn sẽ thấy chúng ta dùng chung ở đây. Đấy, thì bây giờ mình sẽ tách cái nút này ra để làm sao chúng ta có thể truyền những cái thông số và chúng ta có thể gọi được tới cái nút, chứ không cần phải xây dựng lại nữa ha, không có copy nữa. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện ở đây chúng ta có màn hình chơi nè. Đó, rồi bây giờ mình có thêm một cái màn hình nữa, đó là màn hình Home, tức là màn hình Start Game của mình đó. Rồi trong cái màn hình Home thì lúc này chúng ta sẽ có đó là Home Bay ha. Rồi ở Home Bay thì lúc này mình cũng sẽ thực hiện tạo ra một cái styled widget là home bay. Đối với cái home bay này ha, thì mình sẽ thực hiện gì? Đó là khi vừa mới vào thì mình muốn người dùng người ta vô cái màn hình home bay này trước, nên mình sẽ vào trong cái My App nè. Chúng ta sẽ thay đổi lại, thay vì chúng ta vào trực tiếp trong cái màn hình gameplay thì bây giờ mình sẽ thực hiện đó là vào màn hình home bay. Đấy. Rồi bây giờ thì màn hình home bay của chúng ta nó đã hiển thị rồi, nhưng mà nó chưa có cái giá trị gì bên trong. Ở đây thì các bạn sẽ thấy bố cục của chúng ta là từ trên xuống dưới ha, nên tổng thể mình sẽ có một cái body. Ở bên trong chúng ta sẽ thực hiện đó là column, bởi vì bố cục từ trên xuống dưới nên mình sẽ sử dụng column ha. Rồi ở bên trên là một cái đoạn text, chúng ta sẽ copy lại với cái title gì đó. Rồi text, widget text, và chúng ta chỉnh cái phần style. Rồi ở đây chúng ta có style là text style. Ở bên này chúng ta sử dụng, các bạn có thể kéo để xem ha, phông chữ viết đậm nè, 24. Rồi ok, phông chữ phông size là 24. Rồi phông chữ in đậm ha, phông quay font. Rồi ok, như vậy là chúng ta có cái chữ number game. Cái chữ number game này màu của nó hiện tại chúng ta phải để luôn cái color ha.
Màu thì lúc này chúng ta lấy luôn cái mã màu 0000. Rồi, color sẽ là colors 0xff, mát mã màu vào. Đấy, chúng ta có được cái chữ number. Để nằm ở vị trí chính giữa thì mình sẽ phải bọc cái column này trong một cái widget là center nè, để đưa cái chính giữa theo chiều ngang trước ha. Và để chính giữa theo chiều dọc thì mình sẽ trong column mình sử dụng đó là main axis alignment trục chính ha. Thì chúng ta đẩy nó bằng cách là chấm tới center. Đấy, đẩy cái chữ này vào chính giữa của khung hình. Rồi khi mà các bạn đẩy chính giữa rồi á, thì lúc này chúng ta chỉ cần tạo những cái khoảng cách lên trên thôi, tạo những cái khoảng cách so với những cái phần tử bên trên. Thì ở đây chúng ta đang dùng là screen util rồi ha, nên chúng ta có thể dùng những cái khoảng cách chúng ta sẽ đo những cái khoảng cách này là bao nhiêu. Ví dụ ở đây là 123. Rồi mình sẽ có là 123 chấm vertical space, là nó sẽ có một cái khoảng cách 123 so với cái chiều dọc xuống ha. Rồi ở đây import screen util vào. Tiếp tục chúng ta sẽ có những cái nút nhấn. Thì cái nút nhấn này các bạn thấy ở đầu mình đã nói rồi, đó là chúng ta đã có một cái phần build cái nút nhấn ở bên cái phần số show dialog rồi ha. Bây giờ mình sẽ tìm lại nó một chút nè. Đây, nút nhấn của chúng ta là try again. Đây, nó nằm ở material. Đây chính là cái phần nút nhấn của mình nè. Mình copy lại cái phần nút nhấn này. Rồi, mình pass vào đây để xem là nó hiển thị chưa nha. Đây các bạn thấy, nó hiển thị rồi đúng không? Nó hiển thị rồi, nhưng mà lúc này nó sẽ bị gì? Đó là chúng ta đang copy lại nguyên cái sụt. Và bây giờ mình muốn có thêm một cái nút nhấn nữa thì các bạn phải copy lại nguyên cái phần sụt như vậy nữa. Đấy các bạn thấy ha, nó có hai cái phần nút nhấn và mỗi nút nhấn cách nhau bởi mình có thể đo luôn, khoảng cách là 26. Thì ở đây mình sẽ để là 26 chấm horizontal vertical space. Rồi, nó sẽ cách nhau là 26. Như vậy thì mỗi lần mà các bạn tạo ra một cái nút nhấn thì chúng ta phải copy lại nguyên một cái đoạn sụt như thế này. Thì nhìn nó sẽ là gì? Nó thứ nhất là nó rất là dài. Thứ hai là tất cả những cái tham số bên trong đôi khi nó sẽ giống nhau. Như là gì? Như là một cái nút nhấn thì đều có một cái sự kiện khi mình ấn vào nè. Rồi gì nữa? Rồi đều có những cái màu sắc nè, hoặc là những cái giá trị như là width hay vân vân. Nó chỉ khác nhau ở cái chỗ đó là cái title người dùng người ta truyền vào. Đấy, cái name đó ha. Và thứ hai đó là cái sự kiện khi mình nhấn vào thì nó sẽ mỗi cái nút thì nó gọi tới một cái sự kiện khác nhau thôi. Thì để làm tối ưu cho cái việc nút nhấn này, mình sẽ tách nó ra thành một cái widget dùng chung cho toàn bộ cái app. Và lúc này chúng ta chỉ cần gọi tới và chúng ta sử dụng thôi, đúng không? Rồi bây giờ ở ngoài cái sụt nè, chúng ta có app, có pay. Và bây giờ mình sẽ tạo thêm một cái widget nữa. Đấy, thì trong cái widget này mình sẽ tạo ra một cái button ha, button custom, tức là cái nút nhấn của mình chấm ta. Rồi chúng ta cũng chỉ là một cái style widget thôi, button custom. Ok, và cái nút nhấn này của mình á, nhiệm vụ của nó sẽ phải trả về cái material này. Đây, đây ha. Rồi các bạn sẽ thấy mình copy, mình sẽ pass vào bên trong cái phần return nè, pass vào đây và chúng ta thay thành dấu chấm phẩy. Rồi những cái giá trị như là cái này chúng ta đổi lại import vào. Rồi như vậy là bình thường hết đúng không? Thì ở bên cái màn hình home lúc này các bạn thấy nguyên cái cục này nè, thực chất bây giờ nó chính là gì? Button custom. Đấy, nó chỉ như thế này thôi là chúng ta đã có được một cái nút nhấn. Như vậy thì bây giờ mình muốn có bốn cái nút nhấn đúng không? Thì mình chỉ cần tạo gì? Bát ra nè. Đấy, 2, 3 và 4. Như vậy là mình đã có bốn cái nút nhấn, các bạn thấy không? Và mỗi nút nhấn bây giờ chúng ta sẽ truyền những cái giá trị vào bên trong để cho nó khác nhau một chút thôi. Và đặc biệt là cái phần bên cái gameplay này nè, mình cũng muốn đó là dùng chung luôn. Nên bây giờ chúng ta phải truyền những cái tham số làm sao cho có những cái nút á, thì nó sẽ có icon, đúng không? Icon ở đằng trước. Và có những cái nút á, thì nó không có cái icon. Đấy. Thì và đặc biệt là ví dụ như nút mà chúng ta thấy nó bo tròn hay là vuông hay là background đổi màu gì đó thì chúng ta cũng có thể truyền những cái tham số ha. Thì ở đây mình chỉ thấy cái giao diện mình vẽ là nó chỉ có icon hoặc là không có icon. Còn background và màu chữ, kích thước phông chữ đều giống nhau hết rồi, nên chúng ta không cần thay đổi cái phần đó. Rồi bây giờ thì ở đây mình cũng muốn dùng ha, thì nó thực chất nó cũng chính là một cái button custom thôi. Rồi mình import vào. Đấy, thì nó cũng cũng có ở bên trong ha, tí nữa mình vô mình xem. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay trở lại cái button này. Thì các bạn thấy cái điểm khác nhau của cái này nó có hai chỗ. Thứ nhất là nó có cái này hay không, và thứ hai là cái giá trị của nó là gì ở đây, đúng không?
Tức là một cái nút nhấn của chúng ta có thể có icon hoặc là không có icon, và có thể có test hoặc là không có test. Đấy, như vậy thì bây giờ nhiệm vụ của mình là mình sẽ truyền những cái tham số làm sao để cái nút nhấn của chúng ta có thể linh hoạt dựa vào một cái widget như thế này. Chúng ta truyền những cái tham số gì ha, để cho nó, một là khi mà chúng ta truyền thì nó sẽ xuất hiện cái này, còn nếu như không truyền thì nó không xuất hiện, và hai là khi mà chúng ta thay đổi cái giá trị thì nó sẽ thay đổi lại. Và thứ ba nữa đó, các bạn thiếu quan trọng nhất của nút nhấn, đó là một cái sự kiện. Mỗi nút nhấn sẽ có một cái sự kiện khác nhau, nên chúng ta cũng phải làm sao để cái on tap này nó thay đổi ha. Rồi bây giờ các bạn dừng lại một chút, sau đó chúng ta thực hành theo. Sau đó sau khi mà các bạn thực hành theo rồi thì chúng ta tiếp tục xem video tiếp theo để chúng ta giải quyết cho cái vấn đề này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.